Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp xây dựng gia đình hạnh phúc năm 2022. Sự ngày hội có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh. Thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp thiết thực, hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, về vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế. Từ năm 2018 đến nay, đã có 1.292 chị em được hỗ trợ về phương tiện, tư liệu sản xuất, giống vốn để khởi nghiệp. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp hội đã hỗ trợ trên 3.000 con gà giống và thức ăn chăn nuôi, xây dựng 53 vườn cây sinh kế khởi nghiệp, phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Nestle Việt Nam giúp 168 phụ nữ khởi sự kinh doanh. Qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho chị em phụ nữ. Tại ngày hội, các đại biểu được truyền đạt những kinh nghiệm cảm hứng để phụ nữ tự tin khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc và tham quan, trưng bày các gian hàng sản phẩm tiêu biểu của phụ nữ toàn tỉnh. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động chương trình Mẹ đỡ đầu nhằm lan tỏa kêu gọi sự ủng hộ, chăm lo và bảo trợ đối với trẻ em mồ côi trên toàn tỉnh, và tổ chức hội thi nấu ăn bữa cơm gia đình tròn vị yêu thương với sự tham gia của 12 gia đình tiêu biểu trên toàn tỉnh. Ngày hội đã giúp cho chị em phụ nữ toàn tỉnh có cơ hội giao lưu, học hỏi và phát triển bản thân, xây dựng gia đình hạnh phúc và tích cực tham gia đóng góp vào các hoạt động chung của toàn xã hội.